Truyện Kiều là một tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du. Đây được xem là truyện thơ nổi tiếng nhất và xét vào hàng kinh điển trong văn học Việt Nam. Tác phẩm được viết bằng chữ Nôm theo thể lục bát, bao gồm có 3.254 câu. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt truyện Kiều. Kiều là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Vào một ngày xuân nhân tiết thanh minh, hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân đi chơi và gặp nấm mồ của Đạm Tiên, một người con gái tài sắc nhưng bạc mệnh. Lúc này Kiều gặp Kim Trọng. Hai người tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Kim Trọng tìm cách gặp lại Kiều nên thuê nhà ở cạnh nhà nàng. Một hôm Kim Trọng nhặt được cành kim thoa của Thúy Kiều, nhân đấy hai người gặp nhau, thổ lộ và đi đến yêu đương. Tình yêu mới chớm nở nhưng tai họa đã ập đến, có kẻ vu oan cho gia đình nhà Kiều. Bọn quan lại không xét thực hư đến nhà Kiều cướp phá, bắt cha và em của Thúy Kiều, phải có 300 lạng hối lộ mới được thả. Không còn cách nào khác, Kiều buộc phải bán mình lấy tiền chuộc cha. Nhờ có người mối lái, Thúy Kiều bán mình làm lẽ cho Mã Giám Sinh. Nhưng Mã Giám Sinh cũng là một tên buôn hương bán phấn nên Kiều rơi vào tay Tú Bà. Không chịu nhục, Kiều quyết quyên sinh. Tú Bà sợ mất cả vốn lẫn lời nên khuyên Kiều và hứa tìm một chỗ tốt để gả Kiều vào. Thúy Kiều được đưa ra ở lầu Ngưng Bích. Một hôm Sở Khanh đến nói dối Kiều là có thể đưa Kiều đi trốn. Nhẹ dạ cả tin vào lời Sở Khanh, Thúy Kiều đã nhờ Sở Khanh đưa mình đi trốn, nhưng đã bị mắc lừa và bị Tú Bà bắt lại và bắt tiếp khách. Kể từ đây Kiều chính thức bước chân vào nghề buôn hương bán phấn. Trong thời gian này Kiều đã gặp được Thúc Sinh và nhận lời làm lễ cho Thúc Sinh, nhưng anh ta lại là kẻ bạc nhược. Đưa Kiều về nhà thì bị cha phản đối và đi kiện. Thúy Kiều đã bị quan bắt đánh đòn, lại bị Hoạn Thư là vợ của Thúc Sinh đánh ghen. Kiều xin đi tu và được Hoạn Thư cho ra ở Quan Âm Các trong vườn nhà. Một hôm Thúc Sinh trốn ra gặp Kiều, bị Hoạn Thư bắt được. Sau đó Thúy Kiều phải bỏ trốn, xin ra ở nhờ một ngôi chùa khác. Sau đó được giới thiệu đến nhà Bạc Bà, là một người thường lui tới ngôi chùa đó. Nhưng không ngờ Bạc Bà cũng chẳng khác gì Tú Bà, nên Kiều đã rơi vào lầu xanh lần hai. Trong khoảng thời gian ấy, Kiều gặp Từ Hải là một nhân vật anh hùng. Từ Hải gặp được Kiều và đã say mê Kiều, quyết lấy Kiều làm vợ. Nhưng không lâu sau, Từ Hải quyết chí ra đi để thỏa sức vẫy vùng, để lại một mình Kiều vò võ. Sau này khi đã tập hợp được rất nhiều tinh binh, Từ Hải trở về đón Kiều. Nhờ thanh thế của Từ Hải, Kiều đã được ân đền oán trả. Lúc đó Hồ Tôn Hiến đem quân triều đình đi đánh Từ Hải nhưng không được, nên đã tìm cách mua chuộc Thúy Kiều, khuyên Từ Hải ra hàng. Thúy Kiều vì nhẹ dạ cả tin đã nhận lời. Từ Hải bị mắc bẫy nên đã bị quân triều đình đánh bại, phải cảnh chết đứng. Hồ Tôn Hiến bắt Thúy Kiều về, sau đó lại gả cho một viên quan người thổ dân. Kiều cảm thấy ân hận, đau buồn nên đã trầm mình xuống sông quyên sinh. Giác Duyên đã được báo mộng trước nên đã cứu được Kiều. Sau này Kiều gặp lại Kim Trọng và gia đình. Lúc này Kim Trọng đã lấy Thúy Vân nhưng luôn mong nhớ và đi tìm Thúy Kiều. Trong cuộc đoàn viên ấy, Kim Trọng đã đề nghị Thúy Kiều nối lại tình xưa, Kiều không đồng ý. Nhưng được mọi người thuyết phục, Kiều đành phải nhận lời với điều kiện lấy nhau nhưng không chung chăn gối. Kết thúc truyện Kiều là những câu thơ mang đậm triết lý rằng ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh.